Yes, indeed. Lại cái giọng này, cái giọng này là phần thuyết minh ở cái phần 1 này. It is called Lothric. Phần 2 thì không thấy nữa, nhưng mà phần 1 mình chắc chắn là mình nhớ cái giọng này. Where the transitory lands of the lords of Cinder converge. Nghe đi xịt vãi cả trường rồi. Eo ơi. In venturing north. Trông khổ vậy. The pilgrims discover the truth of the old words. Đầy đoạn nào mà trông thê thảm vậy. Cái là nó đang mô tả về thế giới mà chúng ta sẽ phiêu lưu trong các chương 3 nhé các bạn. Saint of the deep. Cái gì đấy? Có gì nhìn mất vệ sinh vậy? Farron's undead legion, the abyss watchers. Ôi. Mà bắt quái chúng ta đối đầu à? Xác sống chui ra từ quan tài. Ai đấy? Kéo ơi. Yon the giant. Vua. Kiểu gì đây làm mấy con boss mà chúng ta phải đối đầu trong tựa game này các bạn. The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. Nó phát lôi xác đi rồi. And so it is that ash seeketh embers. Giờ thì mình cũng chưa biết gì về cốt truyện của phần 3 nha các bạn. Phần này thậm chí là mình còn chưa từng download luôn. Mình mới chỉ download chơi đúng cái phần 1 sau đó thì mình bỏ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ được tạo nhân vật này. Giới tính sẽ là email đưa đi young last sẽ là yeah. Việc các bạn chọn class này sẽ ảnh hưởng tới các chỉ số đó các bạn, khiến nhân vật bạn có những đặc tính riêng biệt. Mình sẽ chọn cái class quen thuộc đó là knight. Wow. Là cái này này. Còn mình sẽ lại lấy máu vậy. Ấy ấy ấn nhầm. Nghe rồi, chẳng thoát. Này, chẳng nghe nó nổi vậy. Đâu ra à? Slim đi. Ơ, cái này rồi mà. Cái gì vậy? Body hair.
thì không không nên có lông ở ở bụng. Ui. Cái này thì con đã bỏ qua đi. Bay skin ra. Skin stone. Cái này không mà bấm từng cái có thế này á. Mất thời gian quá. Đây luôn đi. Theo cái quy tắc trang điểm của phụ nữ thì phụ nữ lông mày như thế nào nhỉ? Đi, mắt à? Đây, quả mắt này nhìn cho nó nổi trội. Sharingan. Mắt đỏ luôn. Xếp cái khuôn mặt này lại. Tội xấu quá. Được rồi, vậy thôi. Che mặt luôn ạ. Thế thì mình thấy là mình thiết kế là cái quái vậy. Được phát. Rồi, hoàn thành. Vào game thôi. Đội cái mũ bảo hiểm đấy thì nãy giờ mình thiết kế cái mặt nó vuông nghĩa à. Chán thật. Tắc xuân 3. Tiếp tục cái đoạn thuyết minh với cái giọng crappy. Đấy á, chúng ta chui ra từ trong mộ à? Hay vậy. Đánh thức bởi tiếng chuông. Chắc đấy đúng không nào? Đấy ơi, đầu tiên mình sẽ thử ngay đó là cái việc quay chuột rất là mượt, mượt hơn rất nhiều so với cả phần 2 và phần... Đúng vậy, mình đánh giá là mượt hơn cả phần 2 nữa đấy. Như vậy nhân vật chuyển đẹp, chuyển động nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Lăn là sim nhá. Nhảy được nhỉ? Nên spec không nhảy được nghe. Sao nhảy ra? Khó hiểu ghê. Vậy là cả phần 1, phần 2, phần 3 đều không nhảy được. Hay lắm. R là dùng thuốc. E, Q, Z, X, V, C, M, N, H, F. Được phát.
F là cầm vũ khí hai tay các bạn ạ. G là emote. T I U O T H hành trang SC nhé các bạn. Tay kiên và chỉ có thế thôi, không có gì nhiều hơn cả. Mày làm sao để thủ nhỉ? Mình quên mất rồi. Phòng thủ các bạn ơi. Đây này jump mà mày ấn spec không được. Không, vẫn không nhảy, không hiểu tại sao. Phòng thủ có cái gì? Không phòng thủ à? Game này không có đỡ à? Mình nhớ là bên Dark Souls 1 có cái đỡ khiên mà. Không có đỡ này. Nó phát cái cầm khiên làm gì? Really? Ui. Vãi lúa nhỉ. Phần 1 còn cầm khiên để đỡ cung tên được. Phần này nó cho tí thương rồi. Ta sẽ triệt để chơi trò lăn lộn trong cái tựa game này để né đòn thôi. Không tài nào đỡ được. À, Red Passenger. À, trước tiên là mình phải giảm cái tốc độ chuột xuống đã. À, ở đâu nhỉ? Max TV. Rồi, ok. À, sai. Nó chỉ hướng dẫn vài cái vớ vẩn thôi. Camera control. Đi nào. Phần này ngon đấy. Chơi cảm giác nhân vật chuyển động rất là mượt. Của ai á? Xuẩn, chém phát chết. Backstep. Lăn được hai vòng rồi. Control là gạt này à? AT coi. Đang đứng yên mà ấn shift là nó nhảy ngược lại. Và đang chạy mà ấn shift là nó sẽ lăn tròn. Chém phát chết các bạn ạ, chém mạnh lắm. Nhưng mà đi đường nào đấy, có hai ngã rẽ này. Ôi, đi bên trái trước nhá. À, có một xuân này. Gua LB là phím nào? Gua. LB. Up. LB. Left hand. Right click. Ai ôi. Bắn phát nữa, đồng chí. Sợ gì em, bắn nữa nào. Bắn nữa. Xuân này em chết chắc rồi. Cẩn thận nha các bạn. Đỡ ngầu vãi trưởng rồi. Chào em, bye. À, nay mình gắn nút gì để chuyển sang vũ khí. À, ép đúng rồi. Thủ à? À? Giữ à đúng rồi, giữ chuột phải này các bạn ơi, giữ chuột phải là giơ khiên này. Nhí háo. Rồi, mày đã không có ý định đánh nhau thì tao không đánh nhau với mày làm gì? À, chém đằng sau là crit à? Đúng rồi, đó. Đi thôi.
Mình sẽ chuyển lại cái nút này một lần nữa nhé. Này cái này lại quay spec ấn dễ. Này spec. Ơ không được à? Chưa lưu chưa? Đúng rồi, chưa lưu. Chain weapon. Trong này weapon. Mình đây có cái gì đâu mà trong này. Đồ họa được cái nhỉ? Đồ họa thế này thì có lẽ là mình nghĩ mình sẽ thử khóa đạo phần 3 xem sao. À hồi máu. Cũng như là đây cũng là cái điểm lưu lại nha các bạn. Save game chúng ta. À có xuân này. Giờ lại có ngã rẽ nữa. Đi đường nào đấy? Jump. Why that's so jump? Chưa thủ nút cho nên là cứ phải mò các bạn ạ. Spike ra này. Nhảy lùi ra. Chỉ có nhảy lùi ra không nhảy tiến à. Đi háo. À đánh mình à. Tưởng nó không động đến mình thì mình chả động đến nó. À, xua này. You bitch. À, boss, cả boss rồi các bạn ơi. À, rút thanh kiếm ra. Kiểu gì nó cũng sống lại à. Rồi nó phang cho mình phát rồi. Nghỉ lắm. Ái dồi, ái dồi ôi. Ái dồi ôi. Ái rồi ôi, ái rồi ôi. Chỉ né được một phát thôi các bạn ạ. Ái ui. Thấm đấy, mít. Rồi. Mày. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ôi. Hay à? Hay cái trò chơi? Thôi ngất rồi. Còn đợi gì vậy? Mãi cả lúa. Được rồi, lại nào. Nãy mình lưu ở điểm khá là gần. Vẫn không sợ lắm. Chạy lại nó cũng nhanh thôi. Deep Shun. Đây, điểm lưu mình khá là gần. Thích quan tâm đến mày, mày lại thích gây sự với tao. Ai à, ai ôi. Chém thẳng 3 phát luôn à. Fuck. Chém vào trên. Vẫn mất máu các bạn ạ, à. Cho dù mà đỡ. Không vào được à. Đúng á. Nhi hao. Khỏe không? Thử đỡ bắt nha các bạn. Em đỡ đâu? Mình không nghĩ là đỡ được.
À đỡ được đấy, ôi. Thế thì ngại gì với bản nữa. À. Không chuẩn bị được, không chuẩn bị đỡ được. Phải hồi hồi cái thanh màu xanh nữa thì ôi. Cái gì đấy? Hồi cái thanh màu xanh nhá thì mới đỡ được các bạn ạ. À. Tao đứng dậy phát. Ừ. Chơi kỳ vậy. Chắc chưa đứng dậy. Fuck. Lại chết rồi. Này phát crit chết luôn. Đừng mơ nha em. Rồi, khi mà chúng ta chém xong cái này thì chúng ta sẽ bị mất cái thanh màu xanh lá cây các bạn, thanh thể lực ấy. Và khi chúng ta phòng thủ thì cái thanh thể lực nó không hồi à. Như vậy việc chém chúng ta nó sẽ bị khựng lại à. Như vậy thì có lẽ là khi mà chúng ta tấn công chúng ta kết hợp với cả di chuyển thì nó hợp lý hơn là chúng ta tấn công xong chúng ta phòng thủ ngay. Rồi. Rồi. Này anh quyết hạ mày. À! Ai ui, ai ui. Căng vậy. Ấy à, không kịp phòng thủ rồi. Tầm chém dài đấy nhỉ. Ai à. Mày. No. Được rồi, nó chuẩn bị gọi con boss của nó ra. Đó. Trái. Con này tấn công như thế nào nhỉ? Ôi giời. Tha đi. Ây. Đau nhỉ? Ây ôi. Uống máu xong. Ôi chết. Phải cách nào đó đối phó nó các bạn ạ. Ôi thôi. Trời ơi. Đâu vậy mà nó. Phát thật. À. Còn một tí máu thôi. Chém nó được khoảng tầm 4 phát nữa là chết rồi. Cố lên nào. Nhất định phải qua được con boss này. Bị chém trước nó mà ấy mất rồi. Rồi về đây hồi máu phát. Mình không muốn phí bình máu chút nào cả. Hồi máu nó bớt sống lại hay lắm. Bắn này. Cản đường tao quá. Và cái hạng ép diều nhớ lộ hay à, ăn một đống rồi hay à, ăn hai chọc rồi hay vậy hay à, ăn ba chọc ăn bốn chọc ôi xin chết ạ.
lên sao? Không thể bị nó hạ gục mất số lượng máu nữa. Ai ô, vừa nói xong no shit. Nó hóa trao sớm vậy. Ai ô, tấn công 3 đòn liên tiếp à, 4 đòn liên tiếp. Cái này làm gì có khoảng trống mà đánh nó nhỉ? Hè đỡ. Có lên đỡ. Có đỡ được không nhỉ? Rồi, sau khi đánh xong con kia thì mình sẽ thử đỡ xem nào. Không phải đầu hàng thế này à? Mới có 5-6 mạng chứ mấy. Chém, nó nhảy. Nhảy 2 vòng, sau đó quay lại đỡ. Chém. Sau đó chạy. Lộn vòng, sau đó quay lại đỡ. Những hợp lý không nhỉ? Ổn không nhỉ? Tôi cứ cố gắng cầu máu nó thật nhiều đã. Đấy nè. Hey beat, I'm coming. Vui đấy. Ai. À. Vô lý, nhịp thẻ. Rồi thử đỡ nhá. Một. À đỡ được, hay lắm. Thế thì cứ đỡ thôi. Ui, vẫn mất máu ạ. Đỡ cù lòi ấy. Ây. Nó không cho đứng dậy luôn. Fuck. Đúng kia thật. Con boss đầu tiên đã khó nhằn thế này rồi. Nãy giờ 6-7 mạng rồi. Nói thế nào nhỉ? Liệu có giết nó trước khi được biến hình được? Cho nó biến hình được thì khó ăn quá. Hay đi đường khác nhỉ? Ô, đánh bật cả khiên mình nữa. Hay đi đường khác, trốn con boss đi nhỉ? Sao nó có đường từ đây à? Rồi được rồi, mình sẽ quyết định chơi đường khác các bạn ạ. Đi đường khác, trốn con boss. Ai ôi. Mũi tên cắm giữa mặt luôn ạ. Firebomb. Là cái gì á? Mình được bom lửa. Phải có cái nút gì để dùng đi nhỉ? Cái gì á?
5 quả bom này. 5 quả bom này đáp vào nó liệu nó có thụt vòi đâu không nhỉ? Đáp con bot kìa. Nó tưởng mình chết rồi. Mình sẽ lên đây hồi máu nữa các bạn. Không muốn phí bất cứ bình máu nào cả. Thôi đi luôn. Giờ mình sẽ thử cái công thức mới, đó là firebomb, bom lửa. Đây nào. Hello Beat, I'm come back. May các người được tí máu kìa. Hay đấy. À! Ô. Đây. Lại đây, lại đây nào. Lại nào. Cho mày quả bom. Con thua các bạn ạ. Xuân này mình không về rồi. Xuân này mình không về rồi. Không phát được luôn. À! Fuck. Ui trời. Đáp cho nó quả bom nó cuối nào. Không được, cách nào đó. Ôi lại chết rồi. Quả bom lửa này có vẻ là nó không đáp ứng được kỳ vọng của mình. Mình tưởng đáp trúng quả bom lửa phát là nó sẽ thụt cái vòi ra vào đi. Cách nào đối phó với nó nhỉ? Chém nó gần như chán thua rồi cả. Mất hết bom luôn. Hay lắm. Nhưng mà những item chúng ta xài ở cái lần chết trước thì chúng ta sẽ không còn sử dụng những lần chết sau nữa. Fuck. Cái mộ. Sao lại lấy nhỉ? Không lấy được rồi. Nữa. Vừa vào ăn 2 trưởng rồi. Ồ, chết luôn tại chỗ. Càng đánh cảm giác mình càng bất lực với con boss này. Nãy giờ phải hơn 10 mạng rồi. Đau đầu nhỉ. Không đâu hả? Sẽ nhảy lên kia để lấy cái. Không nhảy được à? Lại nào. Tin không ăn được mày. Chó
khó này. Ôi, bắn spike mà. The fuck. Ờ. Bắn spike mà nhờ, sao nó nhảy ra. Cái quả lố đà. Tiếp tục nào. Mất thời gian mày ạ. À! Phát thôi mà không thoát được. Trời ơi. Luồn thẳng qua nó mà cuối cùng lại mất thêm nhiều máu hơn. Fuck you bitch. Quay đi xuôi. Rồi nó mất toi bình máu nữa. Đấy nào. Tập trung. Đây, cơ hội này là dễ tiếp cận nó nhất. Không có tao đâu. Không có tao đâu. Đâm cái gì thằng điên. Ây dù. Cố lên, trước khi nó biến hình. Nó biến hình mất rồi. À. Ơ. Cố lên. Mày sẽ làm nên điều kỳ diệu. Một chém nữa thôi. À! Ui, con boss vãi lúa. Mất phải mười mấy mạng các bạn nhỉ. Mình lấy lại mấy linh hồn của mình đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Đến cổng ở đây. Như vậy mà chả được cái gì đây. À được một tí ít linh hồn được. À, đi lên đi thẳng nhỉ. Đây lấy cái này đã. Broken Child Sword. Lấy cái đó. À có quả bom lửa. Đo tụi mày luôn. Xuống đi coi. What the fuck là cái gì vậy? Đi thôi, lên đường trên nào. Open menu. À, vẫn sử dụng nút. Người chúng ta đỏ chót các bạn ơi. Uống gì vậy? Cái này chúng ta sẽ khỏe hơn à? Đánh sẽ mạnh hơn à? Phải vậy chăng? Vào cái cổng đó nhưng mà mình sẽ đi sang đây xem được cái gì không đã. Ôi, xin tình ác. Cái gì vậy? Cái này có cái gì vậy? Có cái tiếng gì đó. Con gì đây? Con này đánh nhau với nó không? À, tổng can lại yếu các bạn ạ. Bật thưởng đấy.
Ember là cái gì vậy? Cái này gần như là đều là cái đồ xài một lần các bạn ạ. Tối đa được để 3 cái thôi. Cái này để làm gì nhỉ? Restore FP, FP để làm gì? Xài skill à? Mà mình có skill gì nhỉ? Các bạn có biết không? Làm sao để hiện cái bảng skill của mình nhỉ? Đây chăng? Có phải mình làm gì có skill gì để bấm đâu? Thì cái xanh xanh là cây, xanh ra trời là để hồi, biết là hồi mana. Nó có vẻ dùng hơi phế. Sẽ cài cái khác lên. Lại thay thế bằng cái bonfire chứ cái gì. Cái này mình này thì sẽ thay thế bằng cái gì đây? Restore the link of all the work. Return home. Về nhà. Go check your smile also. Lose the sword and return the bonfire. Return bonfire. À, bỏ cái linh hồn chúng ta đi. Bỏ những linh hồn mà chúng ta đã thu thập được và quay về cái chỗ mà chúng ta đã save game các bạn nè. Khi nào các bạn bỏ cuộc thì các bạn hãy dùng đến cái này nhé. Hoặc là các bạn bị rơi vào đường cùng thì các bạn hãy sử dụng cái này để chơi lại. Fading Sword. Hôm nay mình sẽ giải thử xem nó là cái gì. Nào. Được con boss nào nữa không đấy? Cái này nhìn có vẻ có linh sai. Hai đường đi lên. Cả là lên trên cao. Đây là kiến trúc vòng tròn nên có lẽ sẽ hai đường này sẽ gặp nhau thôi. Một cái linh hồn ở kia nữa. Cái này chơi hấp dẫn đấy nhỉ. Đường đi ra này. Đi đâu đấy? Oh, fuck. Quái cả lúa thật. Nhảy vô xuống vực. Cái đẩy. Thôi rồi, nãy mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Khó chịu thật. Khi nào rảnh thì mình nhất định sẽ tìm hiểu thêm về cái tựa game Dark Souls 3 này. Đây là một bản game mình thấy khá là tốt trong những phiên bản game Dark Souls mình giới thiệu. Rồi, bây giờ mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt Dark Souls 3. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like Facebook để có thể cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Đây là tất cả những game mới nhất mình chia sẻ các bạn. Các bạn có thể lên channel để download nhé. Rồi, tạm biệt các bạn.